Tiếp theo nữa là tính năng hiệu ứng AI. Đây là tính năng pro. Tất cả những tính năng hồi nãy là tính năng free nhá. Đấy, tính năng hiệu ứng AI này mới là hiệu ứng, mới là tính năng gọi là mất tiền nha, mất tiền nha. Đây là hiệu ứng AI, mình có thể chuyển ảnh chụp thông thường trở thành ảnh AI, từ ảnh thông thường để chuyển thành ảnh AI chị em nhé. Đó, và ở đây thì nó cho mình rất nhiều những cái mẫu sẵn rồi và những cái câu lệnh có sẵn rồi, chúng ta chỉ việc đưa hình ảnh vào và nhấn tạo thế là xong. Chúng ta có thể chọn cái cường độ đấy nhỉ? Đây, chúng ta có thể chọn cường độ là tăng giảm về cái mức độ, nếu mà càng tăng ấy thì nó càng giống AI, giảm ấy thì nó càng giống người thật, được chưa? Rồi, ví dụ ở đây chúng ta chọn một cái mẫu khác, chúng ta tăng hết cỡ lên, và ở đây cái câu lệnh này nó đã được gợi ý sẵn rồi, được chưa? Nhưng chúng ta không không thích hoặc là chúng ta muốn nó sáng tạo hơn, chúng ta nhấn vào gì ạ? Được đề xuất. Mỗi lần chúng ta nhấn nó sẽ tự động thay đổi các thành phần ở bên trong cái câu lệnh. Chúng ta cũng có thể chỉnh sửa cái câu lệnh này làm sao cho nó gì ạ? Đẹp nhất. Sau đó là chúng ta đã ưng ý rồi thì chúng ta nhấn là tạo. Được nhá. Ví dụ ở đây nó là một cô gái dạng cowboy, cao bồi. Đấy, tóc bay tóc dài thả bay. Đấy, đấy anh chị em thấy không ạ? Từ cái cô gái kia mà chuyển sang cô gái AI này. Nó hơi có cái tính gọi là siêu thực một tí, nó có hơi cái tính là tương lai một tí, công nghệ một chút đó, sau đó mình nhấn vào lưu đó. Như vậy là anh chị em chúng ta có thể tạo ra rất nhiều những cái bức ảnh đẹp dựa trên cái tính năng này, được chưa ạ? Rồi tiếp tục đó là tạo hình ảnh từ văn bản, đây cũng là một con AI. Chúng ta có thể tạo hình ảnh từ văn bản. Ví dụ ở đây chúng ta có một cái câu lệnh như này. Đó. Mình nhấn vào tạo. Đấy. Nhấn hai lần luôn. Đấy, rất nhiều những cái hình ảnh của những mọi người đã tạo ở trên này. Đây là những người khác tạo nha. Đúng. Đây. Đây là cái câu lệnh mà Huy vừa mới tạo. Đó, rất đơn giản. Đúng chưa ạ? Ra một cô gái ngồi ở quầy bar với cái làn da rất là mượt, rất là xinh đẹp, khuôn mặt rất là xinh đẹp với một số cái ánh sáng nó chiếu lên. Đúng. Thì đã ra được đấy, rất nhiều những cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh quầy bar. Được chưa ạ?